hôm nay tôi sẽ bắt ông phải trả giá để đòi lại sự công bằng cho bà ấy. Muốn chết hả? Sao cậu lại kích động mẹ tôi như vậy? Mẹ lấy những bức hình này ở đâu ra vậy? Mẹ đã thuê thám tử chụp hai người họ. Có còn gì để nói nữa không? Tôi sẽ dùng quyền của mình để đuổi Khang Thái ra khỏi công ty. Vậy là Khang Thái có cách thoát khỏi kiếp nạn này được không? Không thể nào.